chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý vị. A Di Đà Phật. À, cái phương pháp lễ Phật này, khi mình có thời gian mình dụng công quý vị, thì mình mới khám phá ra được cái phương pháp lễ Phật này quá đặc biệt, tuyệt vời. Vì nhớ là tuy nhìn lễ Phật đơn giản vậy đó, nhưng dù một người mà có đi tập thể dục nhiều, nhưng mà vô lễ Phật không đơn giản. Vì thí nghiệm thử đi. Nhưng khi quý vị đã lễ Phật quen thì cái việc đi tập thể dục quý vị rất nhẹ nhàng. Thì quý vị biết cái phương pháp mà lễ Phật này nó rất là đặc biệt. Bởi vì biết rằng là có những người người ta bị mập, người ta sẽ đi rất là yếu, hoặc là xương người ta nó cũng nó không vững chắc. Nhưng mà dùng phương pháp lễ Phật này nghe quý vị, nó rất hay. Quý vị biết rằng là khi những đức ở chùa thì những đức ngồi nói chuyện nhiều và công việc, những đức ít có lễ Phật. Cũng là cái số ký này mà bụng những đức rất to quý vị. Bụng to lắm. Lúc trước ai mà biết những đức thì đắp y bụng rất là bự. Và đi giống như nó mỏi chân lắm quý vị, rất mỏi chân. Nhưng mà hơn 2 tháng nay những đức dùng phương pháp lễ Phật này là quý vị thấy rồi đó, xuyên suốt luôn. Càng lễ chân càng khỏe, đứng lên đứng xuống rất nhẹ nhàng luôn, rất nhẹ nhàng. Và lễ hơn 2 tháng, thí dụ như lúc đó cái bụng mình 10 phần, hơn 2 tháng để tự nhiên phương pháp lễ Phật này luôn là xuống khoảng hơn 4 phần, 4 phần bụng quý vị. Xuống, tự xuống đây luôn. Và số ký quý vị, vẫn duy trì số ký. Thì quý vị mới để ý cái phương pháp lễ Phật này quá hay. Thêm cái nữa nghe quý vị, xương sống rất khỏe. Và người giống đi nó cực kỳ nhẹ luôn, đi rất nhẹ quý vị. Mà phương pháp lễ Phật này nghe, rất tỉnh táo. Dùng phương pháp lễ Phật này cực kỳ tỉnh táo luôn. Nhưng Đức nói với vị nghe là có nhiều người khi mà tu 12 giờ khuya, ta nói là sao thầy không cho luôn lễ Phật đi, khỏi địa chung 20 phút. Nhưng mà những đức thì những đức biết cái địa chung 20 phút tuy quý vị buồn ngủ đó đó, nhưng mà nó đẩy mạnh lên cái phương pháp lễ Phật 40 phút. Nhưng bỏ phương pháp địa chung 20 phút thì nó làm cho quý vị lễ Phật một tiếng đồng hồ cảm thấy bị ngán. Tuy là 20 phút kia nó hơi buồn ngủ một chút đó, nhưng mà đẩy mạnh vào 40 phút lễ Phật kia đặc biệt lắm. Nên phải gán thôi. Nên từ nơi đó mình bị biết rằng là dùng phương pháp lễ Phật này cực kỳ tỉnh táo. Nếu mà khám phá ra được phương pháp lễ Phật này thì quá hay. Người trẻ lễ thì khỏe người trẻ, người già lễ khỏe người già. Người già nhớ kỹ nghe, người già lễ Phật, nếu siêng năng lễ Phật sẽ ít có bệnh hoạn và sức đề kháng cực kỳ cao luôn. Phương pháp lễ Phật này hay lắm, nhưng mà phải áp dụng và phải chân thật dùng phương pháp này. Quý vị biết rằng là hơn 2 tháng nay quý vị thấy những đức lễ Phật suốt quý vị luôn á, ngày nào cũng lễ quý vị, là có khi 5 thờ 6 thờ cũng có, đa phần là 5 thờ, nghĩa là vào lễ Phật luôn. Tại vì nó không có làm việc gì cho nên vào tu luôn, mà lễ Phật bị ghiền luôn. Nhà Đức nói thật sự quý vị, nếu mà lễ không vô, không bao giờ ép được. Nếu mà tu không an lạc, tu không thích, không bao giờ ép được. Mình sẽ kiếm cách, mình dọt liền. Mình sẽ kiếm cách khác liền, không nói dòng do chứ. Tu không vô thì sao mà bắt ép được quý vị. Nó một ngày, hai ngày thì được chứ. Một tuần thì được chứ. Nếu mà nói dài, mấy tháng chờ, không ép được. Tại tu không vô mà. Giống món ăn mà ăn không vô thì không thể nào mà tiếp tục mà ăn hoài được đâu, thật sự luôn. Nên những đức nói rằng là nhà nhà mà dùng phương pháp lễ Phật này thì quá hay. Cái phương pháp lễ Phật này thì khám phá ra đi rồi vì sẽ thấy hay lắm. Nó mà dùng phương pháp lễ Phật, niệm Phật, lễ Phật này nghe quý vị, có những triệu chứng bệnh mà giống như là cái loại bệnh nghiệp đồ này kia nè,
quý vị biết nó sẽ tự biến mất, quý vị không biết được luôn. Có những người ta nói rằng là ta nổi những loại mục mà đi khám bệnh đồ này kia là giống như không giải quyết được, nhưng mà niệm Phật lễ Phật không biết tự nhiên biến mất luôn. Và có những loại bệnh trong cơ thể mình mà gọi là bệnh lâu năm á, gọi là bệnh nghiệp đó quý vị, nhưng mà cứ niệm Phật lễ Phật tự nhiên mất, tự nhiên biến mất. Và đi đến khám bác sĩ nói ủa dùng thuốc gì mà sao hết hay vậy? Nói rằng là chỉ có niệm Phật. Giống như cô giáo Lưu Tú Văn cũng vậy, bệnh lao da mà cô niệm Phật mà hết. Bác sĩ hỏi cô dùng cách nào mà hết, cô nói rằng là chỉ có niệm Phật. Nên nếu mà tin thì chân thật mà áp dụng thì lợi ích vô cùng. Nhưng chính bản thân những đức này, tuy là thật sự mà khuyên người ta niệm Phật lễ Phật đó, nhưng mà mình cái khoảng thời gian của mình quá ít thời gian để mà lễ Phật, không khám phá ra nổi cái phương pháp lễ Phật này. Mà khi mà áp dụng phương pháp lễ Phật này, những đức thấy được cái nhiều cái động tác lễ Phật rất hay. Khi những đức áp dụng, những đức mới để ý ra rất nhiều động tác trong cái phương pháp lễ Phật này rất hay. Những đức có một khả năng rằng là làm một cái gì là những đức sẽ kinh nghiệm trong cái đó, chứ không phải rằng là những người khác mà cứ làm rồi không để ý gì, chứ không phải. Giống như đức chia sẻ Phật pháp, những đức sẽ để ý chúng sanh đang cần như vậy sao sao, cách chia sẻ Phật pháp làm sao mà ta nghe được, những đức để ý ra. Có nghĩa là đa phần những đức tự để ý và tự mài mò học, phần nhiều những đức đều là phần nhiều là tự học không đó. Như chia sẻ Phật pháp đồ này kia là ngày xưa ban đầu là những đức tự nói chuyện rồi tự coi lại, nên đa phần là những đức nói chuyện là những đức coi lại và tự học cái câu đó của mình nói và lấy câu đó để lý giải. Rồi bữa có bữa cái câu hay, cái bữa sau cái vô đề là lấy cái câu này nói lại, rồi nói cái câu đó có lúc đó có câu đó hay thì bữa sau lấy câu này nói lại, cứ tiếp như vậy mà cứ tiếp như vậy mà những đức nói chuyện hoài, nó đều có cái lạ. Quý vị biết rằng cái móc khóa những đức nói chuyện là ngay chỗ này nè, cái câu nào hay những đức sẽ nhớ được câu đó, nên cái khi những đức nói chuyện là những đức sẽ lấy câu này những đức nói khởi đầu, rồi bữa sau những đức lấy cái câu này khởi đầu, nên khi những đức nói câu này khởi đầu quý vị sẽ thấy cái này lạ, chứ thật sự cái nội dung của nó lẫn lộn nằm bên trong. Nên có nhiều người nói rằng là tại sao thầy nói chuyện mỗi ngày nói rất nhiều mà tại sao nói mỗi lần lạ, tại vì không để ý. Cái điều những đức nói đó là nó không phải là viết ra văn, nó không phải là giáo án, nên khi những đức nói chuyện không thể nào theo lề lớp của một cái bài giảng bình thường, mà nó là những văn tự đó nhưng lộn lại. Bữa nay câu A nhưng ngày mai câu B, mà cũng nằm trong câu A câu B này mà nó lộn tới câu C câu D, nó quay ngược lại. Nên từ nơi đó mà cái buổi nói chuyện với đức nó rất sống động. Cái cách nói chuyện với đức là gì? Nó lấy cái câu trong cái bài đó, câu hay, lặp lại cái đầu, cứ là lặp lại. Mà câu nào mà hay nhất, câu nào quan trọng nhất là những đức sẽ thường lặp lại câu đầu, lấy câu đầu để lặp. Có nghĩa là những đức nghĩ rằng một câu này thôi quý vị, mình cũng đã khó làm rồi, nên những đức lấy cái câu này những đức nhắc làm đầu làm hoài. Nhất là tín nguyện, là vì để ý nghe. Ví dụ như thời điểm này những đức nói chuyện quan trọng nhất là những đức gây dựng tín nguyện, nên những đức thường nói cái tín nguyện là cái làm đầu. Và cái thứ hai là những đức thường nói rằng là niệm Phật khi cuối cuộc đời của chúng ta, thấy không, ở nơi nào Phật tiếp dẫn nơi đó, quý vị nhớ nghe. Rồi nếu không có ai giúp đỡ là không ai hộ niệm đó, là Phật A Di Đà sẽ đến hộ niệm quý vị. Đó là trong thời điểm này con người đang bị cái bệnh này nè, đang bị cái bệnh lo sợ rằng là khi cuối cuộc đời của mình không ai giúp đỡ nè. Nên những đức lấy cái câu đó, những đức nhắc hởm gì rất nhiều lần. Nên quý vị biết rằng cô giáo Lưu Tú Văn có nói rằng nghe pháp và thuận tình không, nếu không chú ý thì một tiếng đồng hồ trôi qua quý vị sẽ không được lợi ích gì. Thật sự mà nói, cái một bài pháp mà cái đặc biệt của con người ta mà chú ý được cái bài giảng, thì thật sự trong bài giảng cô giáo Lưu Tú Văn có nói rằng là một tiếng đồng hồ nó chỉ có một phút hai phút gì đó là huyền thoại chi âm. Nếu quý vị để luống qua thì bài giảng tiếng nó xong thì không được lợi ích gì, gọi là nhồi nhét đó quý vị. Rất là nhiều người nghe pháp và tưởng không, gọi là nhồi nhét đó, nhồi nhét chứ thật sự không có lợi ích. Nếu như quý vị mà để ý thì trong bài giảng đó nó có những móc khóa cực kỳ quan trọng, nó là đa phần phương tiện để dẫn dắt, nó có một đoạn ngắn thôi để thật sự giúp cho quý vị khai mở thôi.
Nhưng mà nếu không chú ý thì cho qua đó. Nên thì bản thân như Đức Chia Sẻ Pháp cũng y rang như vậy đó. Cái móc khóa rất quan trọng cho người tu tịnh độ, mà trong thời điểm này rất nhiều người bị dính phải, đó là lo sợ. Lo sợ rằng cuối cuộc đời không ai giúp đỡ. Rồi người ta lại ví dụ ra phương tiện. Quý vị bình thường thì niệm Phật như vậy được đó, nhưng mà khi bệnh đau quý vị sẽ không niệm được đâu. Quý vị thấy y rang là đúng luôn. Khi bệnh đau y gan luôn. Nhưng mà do quý vị không tín nguyện. Dù bây giờ quý vị tín nguyện nhưng mà quý vị bệnh đau vì cũng khó niệm Phật, nhưng quý vị tiếp tục cứ tín nguyện, cứ tín nguyện gầy dựng khi cuối đời, là tức khắc bổ nguyện Phật gia trì phóng quang nhiếp thọ, thì quý vị có đầy đủ năng lực hơn là những lúc quý vị đang tu chưa đi đến lúc cuối cùng. Phải nhớ chỗ này nghe. Người ta lý luận là người ta cũng phân tách ra chính bản thân người ta đó. Chính bản thân cái người hướng dẫn đó họ cũng bị luôn. Nên họ lấy cái căn của họ để nói ra, dính ngay cái căn của quý vị. Tại vì chúng sanh cùng là một căn tính. Nên mình bị như thế nào, cái người hướng dẫn người ta thông minh hơn mình là ngay chỗ này nè. Người ta rất nhìn nhận ra được cái căn tính chúng sanh nó phù hợp với căn tính chúng sanh. Nên người ta nhìn được người ta, thấy người ta bị như vậy, người ta nói ra y rang quý vị luôn. Nên quý vị nghĩ rằng cái người này nói sao, sao hay như vậy. Chứ thật sự là nhìn ra thôi quý vị. Có nghĩa là quý vị là một người phụ nữ, quý vị sẽ nhìn ra người phụ nữ khác. Chính quý vị nhìn, quý vị sẽ nhìn ra hết tất cả người phụ nữ khác là tính tình y rang một loại. Tại quý vị một loại căn tính, một loại nghiệp chướng, nên mình sanh ra một thể loại của một dạng phụ nữ. Còn đàn ông thì nó là một loại đàn ông. Đàn ông là đàn ông, nó sinh ra cùng một nghiệp. Nên từ nơi đó hiểu được mình sẽ hiểu được người đàn ông có tính tình như vậy. Đa phần là như vậy hết. Hiểu không? Có nghĩa là con người như thế nào, với tính tình nào thì nó sẽ thành một loại tính tình như vậy, vì nó là đồng nghiệp. Những nguyên lý này mà quý vị hiểu được thì quý vị chia sẻ Phật Pháp người ta nghe được. Tại vì đó là hiểu được căn tính. Nó cái tính là như vậy đó quý vị. Nên người ta dẫn dắt quý vị thấy rất hay. Nhưng mà người ta lại không đẩy quý vị vào lòng tin của tín nguyện cầu sanh cực lạc. Nên người ta bị rớt ngay chỗ này thôi. Nói người ta phân tách rất hay. Nhưng mà quý vị bị dính là do quý vị cũng mất lòng tin. Có nghĩa là quý vị không đặt lòng tin ngay Phật A Di Đà. Nên quý vị đã bị thất bại là ngay cái chỗ bị người ta dẫn dắt. Và cái dẫn dắt đó rất đúng, nhưng mà cuối cùng là nó đi sai. Cái móc khóa cuối cùng nó là đi sai. Là gì? Đưa quý vị đặt lòng tin không phải Phật A Di Đà, mà đặt lòng tin vào người ta. Khi người ta dẫn dắt quý vị thấy rất hay, và quý vị đi đặt lòng tin vào người ta đó, để cho người ta giúp quý vị, cuối cùng quý vị bị thao túng tư tưởng. Nên bản thân quý vị không đặt ngay lòng tin Phật A Di Đà là thất bại thôi. Thật sự như bản thân Nhân Đức thôi. Nhân Đức chia sẻ Phật Pháp ra quý vị, đa phần đều nói là bữa nay bị phiền não. Nhân Đức sẽ nói bài đó y rang quý vị luôn. Vì ngày nào Nhân Đức cũng nói như vậy, và căn tính đó y rang luôn. Ngày nào quý vị cũng sẽ bị như vậy thôi. Buồn giận hận trách, không vừa lòng không vừa ý, đố kỵ hơn thua. Đó là một loại chúng sanh y rang như vậy. Chỉ có nhiều căn tính thôi. Mà ngay chỗ đó là ngay đột phá. Mà cái người đột phá được quý vị, chỉ có cái người có duyên với quý vị sâu dài. Người khác cũng có thể nói như vị không nghe, nhưng những đức nói vị nghe. Vì giữa những đức với vị có nhân duyên sâu dài, và có được cái âm đức của nhân duyên, nên tự nhiên những đức nói ra là quý vị được đột phá liền vậy đó. Nên ngày nào quý vị nghe vị cũng được lợi ích. Nhưng tại vì quý vị ngày nào cũng bị cái bệnh y rang vậy thôi. Dù niệm Phật tu tu, nhưng mà ngày nào cũng là một loại bệnh vậy đó. Nó ích kỷ, nhỏ mọn hơn thua, đấu đá, ganh tị, bất cứ cái gì thích là muốn gì cá nhân mình thôi. Chỉ mình bản thân mình được, không cho ai hết chứ. Đó là căn tính của phàm phu. Chỉ cần nhắm ngay mục tiêu gì cứ đột phá hoài là người này trở thành người gọi là trong mắt của công chúng người giảng pháp hay. Người giảng pháp hay. Còn nếu như mà quý vị nghĩ rằng mình phải thay đổi thể loại, thay đổi để đọc sách thay đổi. Nhưng người ta nghe, người ta có thể thấy văn tự bị rất trau chuốt, nhưng người ta nghe lại nó không xác thực vào chính căn tính của quý vị. Là cái người này không nhìn căn tính thuyết pháp, mà họ đưa ra văn tự trau chuốt thuyết pháp. Văn tự trau chuốt thuyết pháp là khác, còn nhìn được căn tính thuyết pháp là khác. Nên cái người mà nhìn được căn tính thuyết pháp thì lợi ích lớn hơn. Còn văn tự trau chuốt là ngã của chính mình. Nó sẽ quy về cái ngã của mình, là bản thân mình tự ngã, cho rằng mình là người có học thức, hiểu biết nhiều. Nên đối với mọi người, văn tự và sự hiểu biết mình hơn người ta. Nên khi những người đã lâu ngày họ sanh một cái ngã cực kỳ lớn, gọi là hết cú, gọi là mang một chứng bệnh trầm kha hết cú luôn. Đây là những thể loại bệnh tình mà trong Phật Pháp bó tay. Còn nếu như mà dùng căn tính để chia sẻ thì quý vị dễ trị bệnh. Tại vì nó nhắm ngay cái bệnh quý vị để mà cởi mở ra thôi. Nên con người này nó sẽ không nặng vào cái việc mà cái ngã tính tình mạnh
và cái ngã kiêu ngạo mạnh nó giảm. Nên những đức chia sẻ Phật pháp thì quý vị rất là giảm cái ngã kiêu ngạo. Vì những đức đánh ngay cái ngã, đa phần những đức đánh quý vị luôn, đánh ngay cái ngã không à, và đánh vào tâm ích kỷ nhỏ mọn và mở rộng tâm lượng. Nên những đức chỉ có một nhiêu thể loại để làm hoài như vậy đó. Nên tất cả những người nghe những đức thì giảm tối đa về cái kiêu ngạo. Dù quý vị có bị một sự cố gì nhưng mà quý vị té không đến nỗi đau quá. Tại vì quý vị cái ngã tâm giảm tối đa. Quý vị để ý đi, hiện tại quý vị nghe những đức nói chuyện là phần nhiều quý vị là chịu đựng. Đa phần những đức quý vị là chịu đựng vì nghiệp trước. Và gặp sự cố thì quý vị nhẫn nại, chịu đựng và vượt qua. Mà đây là tất cả trong kinh giáo Đức Phật đều dạy như vậy. Quý vị để ý đi, đều dạy như vậy. Không có dạy chúng ta đi đấu đa, mà dạy chúng ta là khoan dung và tha thứ. Dù khổ đau nhưng phải chấp nhận, chịu đựng, tha thứ. Thì tự nhiên lâu ngày con người mình, quý vị, nó nhẹ nhàng mà nó an lạc vô cùng luôn. Nên ai mà nghe những đức nói chuyện được thì quý vị nghe những người khác nó sẽ gãi bên ngoài thôi, nó không có vô trọng tâm được đâu. Còn những đức là tuy nói đơn giản nhưng nó thật sự nó đi vào trọng tâm cho quý vị đó. Đây là quý vị hãy để ý thật sự đi. Nên những đức nói rằng cái phương pháp lễ Phật này cực kỳ hay, nó sẽ giúp cho quý vị sáng tâm. Tại vì giúp quý vị tỉnh thì sáng tâm chứ làm sao. Nhưng nếu quý vị mà ngồi đọc kinh hay là trì chú hay là này kia, quý vị sẽ hôn chậm và cơ thể quý vị nó không khỏe bằng là lễ Phật. Quý vị nhớ nè, một cái tâm an lạc khó thế nào nằm trong một cái thân bệnh hoạn được đối với phàm phu mình. Nên luyện thân phải khỏe thì luyện tâm mới tịnh. Mà luyện thân khỏe thì thiện đạo đại sư nó không bằng cách nào bằng lễ Phật. Mà phương pháp lễ Phật này là một phương pháp đặc biệt tuyệt vời luyện thân khỏe. Nhớ kỹ quý vị, phương pháp lễ Phật này là một phương pháp đặc biệt để luyện thân khỏe. Ung thư, bệnh đau, nhức sống, nhức chân cẳng, đa phần con người bây giờ là bị bệnh gì? Nhức sống. Đa phần là gì? Bị nhức sống. Đa phần con người chúng ta mang cái thân này đều bị lạm dụng vì xương sống. Lạm dụng về xương sống. Nên phần nhiều con người ta đa phần bị nhức sống, nhức chân. Hai thể loại là chân và xương sống. Mà phương pháp lễ Phật này nó giúp cho quý vị chân rất khỏe và xương sống rất khỏe. Và bao nhiêu người tập thể dục quý vị hỏi họ đi, họ đều luyện đôi chân cho khỏe và xương sống. Mà phương pháp lễ Phật này là giúp cho quý vị trí sáng nè, lưng khỏe, chân khỏe. Thì con người quý vị sảng khoái vô cùng. Nên những đức nói là càng lễ Phật người càng nhẹ mà. Mà người khi đã đi nhẹ là do đôi chân quá khỏe. Tại vì đôi chân quá khỏe nên đi nó mới nhẹ. Còn nếu mà đôi chân mà nó mỏi là quý vị đi sẽ nặng liền. Tại vì nó gánh. Đôi chân là chủ chốt để gánh toàn thân. Mà cái phương pháp lễ Phật này là dùng chân. Quý vị biết rằng là nó luyện một đôi chân rất là khỏe luôn. Nhìn đơn giản, không đơn giản. Quý vị thử những người đi tập thể dục giỏi đi vô lễ Phật đi biết liền. Vì cái động tác này nó đi rất chậm. Cái động tác này đi rất chậm. Và khi mà từ toàn thân mà đi xuống, quý vị, là đôi chân nó phải chịu. Nó chịu trong cái thế chịu lạ lắm. Chứ không phải là gì đi bình thường đâu. Vì đi bình thường là do hai tay bị quơ. Nên thân quý vị nó sẽ tản mát qua cái đôi tay quý vị và toàn thân. Nên giảm gì cái độ nặng của đôi chân. Nhưng mà dùng phương pháp lễ Phật này là toàn thân nó chịu vào cái đôi chân. Mà đôi chân này phải có sức. Nên khi mà xuống cái này là chân sống nè. Quý vị thấy không? Khi mà những đức chống hai tay lên là kéo ra đó không? Là cũng sống nè. Mà nó đều dính ảnh hưởng toàn thân hết luôn. Và khi mà xá xuống là ảnh hưởng đầu. Giúp cho bộ não tỉnh táo. Sáng nào mà cũng lễ Phật gì thì vì nghĩ con người nó đặc biệt cỡ nào. Nên quý vị thấy những buổi nói chuyện nào như đức nó rất là lưu loát luôn. Cái này quý vị nhìn đơn giản nhưng nó không đơn giản đâu. Quý vị lên một cái buổi thuyết trình gì đi bình thường đi quý vị. Có học thức quý vị lên thuyết trình thử đi. Rồi quý vị sẽ lên nói làm sao. Quý vị sẽ lo sợ, quý vị sẽ ghi giáo án rõ ràng khi đọc phải thuộc. Và phải có một cái giáo án trước mặt để coi khi đoạn nào lỡ quên phải coi lại. Chứ khó thế nào mà quý vị lên thuyết trình một phát. Lên cái là nhìn hoàn cảnh là nói được. Khó lắm. Cái này rất là khó luôn, không có giỡn đâu. Nhưng mà phải cần đầu óc, cái đầu óc rất tỉnh táo. Mà khi cái đầu óc nó tỉnh táo linh hoạt rồi thì con người nó rất tự tin trước mọi người. Còn con người mình cái đầu óc nó không linh hoạt thì nó lo sợ. Mà khi nó lo sợ thì mất sự tự tin trước chỗ đông người. Mà khi mất sự tự tin thì lời nói mình nó ấp úng. Bởi vì để ý thì khi mất sự tự tin mình nói nó ngẹn ngào. Nó ngẹn ngay cổ họng nó không được. Nhưng mà khi tự tin tự nhiên hoạt bát đầu óc sáng suốt mà đi từ cái phương pháp lễ Phật này nó giúp cho bị tỉnh.
Con người nó có sự tự tin, mà tự tin là ngay chỗ là buông cái ngã. Con người buông cái ngã là có sự tự tin. Còn con người có cái ngã nên mình lo mình gì, mình sợ mình nọ, nên bản thân của mình nói chuyện trước mọi người không tự tin và ấp úng. Nên phương pháp lễ Phật quý vị thấy, khi mà phân tách ra quý vị thấy đặc biệt không? Phương pháp lễ Phật thôi mà hay gì đó, cực kỳ hay luôn. Và nó tỉnh đến mức mà quý vị về tới thế giới cực lạc luôn. Và cũng phương pháp lễ Phật này giúp hạ cái ngã luôn, vì cúi đầu. Cúi đầu, chúng ta cúi đầu với Phật, không phải Phật cằn, mà vì mình cúi đầu với Phật nên mình cúi đầu được với chúng sanh. Con người thường là không bao giờ chịu cúi đầu với người khác quý vị ạ. Đó là sự nhục nhã nhất, hiểu không? Có nghĩa là cúi đầu với người khác là điều nhục nhã nhất. Ngày xưa người ta vì một cái việc thành công, một sự nghiệp thế gian, người ta có thể chui qua háng người khác, đó là sự sỉ nhục. Nhưng vì người ta muốn sự thành công, vì một cái việc gì đó mà người ta phải chấp nhận, chịu đựng. Nhưng mà đa phần những con người đó đều thành công rồi sao hết, đều là thành công hết. Nhưng mà sự làm đó của người ta là mong cái thành công thế gian pháp thôi. Còn mình mà có thể, ví dụ như mình mà người tu mình nhẫn nại chui qua háng người khác là bình thường quá. Là vì mục tiêu của mình là giải thoát, mình không có đặt vấn đề gì cái ngã của cái thân, cái ngã của cái mặt. Tại vì sao? Vì cái này nó sẽ mắc. Thấy không? Cái ngã của thân, cái ngã của mặt, cái này là mắc. Nên hạ cái ngã này thì con người an vui. Giống như Hòa Thượng Hư Văn, một đứa nít đó, nó kêu ngày chui qua háng, ngày chui qua háng bình thường. Xong ngày vừa chui qua háng xong, đứa nít nó trò chơi không thấy vui chút nào. Nếu như mà khi mà nó kêu ổng chui qua háng mà ổng đừng có chui qua háng, rồi nó phải đấu đá với ổng thì nó mới thích cái cuộc chơi này. Nhưng mà nó vừa banh cái háng ra, nó kêu ổng chui qua, ổng chui qua liền thì sống chuyện ơi. Thì tức khắc nó nói sao thấy hay chút nào, không thấy vui chút nào. Nó nên hai người mà đối lập nó cự nhau thì nó hứng thú của cái sự mà ngã mạng để hơn thua. Nhưng mà quý vị vừa chịu thua thì cái việc đó của họ xong rồi. Vừa chịu thua là xong rồi. Ví dụ đối với vợ, với chồng, với gia đình, với mọi người đi, mình nói tôi thua là xong chuyện liền. Là tức khắc họ thấy mình kinh khủng quá. Tại vì cái này họ không mong muốn mình như vậy đâu. Mình phải đối lập, phải nói với họ để họ hơn mình thì mới thích. Nhưng mà mình nói tôi thua, tôi không cần phải nói thêm nhiều. Vì nói nhiều có ý nghĩa gì? Tự nhiên tôi thấy tôi thua, được rồi tôi thua. Là xong chuyện, là tức khắc họ thấy quý vị là người kinh khủng lắm. Còn nếu như quý vị nói với họ, họ hơn quý vị xong, họ sẽ thấy thích thú. Và lâu lâu họ cứ đem ra họ làm hoài vậy đó. Tại vì cái cảm giác đó nó thích thú lắm quý vị. Cái hơn một người mà phải dằn vặt rồi hơn họ. Còn mình thì nó giặt và nó xô mình, mình xong. Bản thân mình không có quan trọng tới điều đó. Giống như Lục Tổ Huệ Năng, ngày bị đánh quá trời đánh quý vị thấy không? Đánh ngày ngày đứng lên, đánh ngày ngày đứng lên. Rồi xong cuối cùng cái tên mà quýnh ngài đó, nó nói mi là người gì vậy? Không tưởng tượng, nó mở mắt to cái nó nhìn ông đi đó. Người gì mà kỳ cục cái trời? Đánh như vậy xong đứng lên không một sự quán thù gì cả. Vì mà cuối cùng Lục Tổ Huệ Năng ngày đổ hết trơn luôn cái đám thời săn. Nên quý vị biết rằng sự hơn thua và lời nói và sự đấu đá và sức mạnh nó chưa chắc là cái mạnh thật sự. Mà cái mạnh thật sự trong nhà Phật là nhẫn. Chữ nhẫn trong nhà Phật là mạnh nhất. Quý vị nhớ kỹ, đó là cái rất quan trọng khi chúng ta mà lễ Phật xong đem tư tưởng lễ Phật đi chia sẻ. Cái này rất hay nha quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.